Ăn dụng dầu kìa, ít mà chắc liền. Khói mặt trời mặt đất. Ngoại lấy cho dầu nữa. Đây là chị chiên dầu nhiều theo cầu của mấy bay chứ thật ta chiên gà là ta bỏ ít dầu. Tại vì chiên dầu hầu mỡ của dầu nó ra, ổ của gà nó ra nhóc. Không phải đá mà là vậy đi tắt chiên gà. Không phải chiên kém đây là cổ. Ở sáng mơ mà đưa thịt dầu mỡ tự nhiên mắc ấu. Chứ không để mang bầu. Ủa tuổi này có ai đi đẻ nữa không? Tự nhiên thấy dầu nhẹ mặt ấu quá ta. Trời ơi, ớn ta ốc. Thấy đồ chai không ta chiên dầu ngập luôn. Ôi dạ. Nó mới dầu được. Trời ơi, đồ chai vô chai ăn nữa. Mua cho chai ăn gặm vô dầu nó đầy cả mỏ mà tay ô. Ăn đồ chai. Ngày mấy? Mới 11, anh mình chết 11, còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là 14, bữa nay thứ chủ nhật. Thứ 2, 3, 4, vậy là thứ 4 em trai. Điện có cho mớ lận. Thứ em trai. Gọi Zalo mà nói hết tiền. Điện Zalo. Không, bởi vậy bởi đi đâu quán quá nhà không có mạng không có. Không có mạng. Đi máy phát hiện có con mẹ ăn dụng. Đang ở ngoài đó thấy gọn hơn mà sao vô màn hình mày bự dữ đi. Thôi bà đừng quở chị anh rất là tắt chữa. Zalo nhớ tên gì quên ta. Lên luôn, qua đây tôi sửa cho nó. Ôi dạ. Ôi, cổ nhìn đất đuôi vậy, không biết nào ấy. Ba ôm thì họ đâu quay biết hả, họ khó rồi. Họ nói đem lên họ khó. Thì cũng ôm quay lần nào trái hết một mẻ chả chiên rồi. Bởi vì hiếu giả là bà, chứ không ai không phải dư, dư chả. Cái nhà hết tuổi rồi. Mua cái ghế nhưng đâu. Mình kêu bấm mua cái này. Thôi mua cái này dễ chiên hơn, mày ô cái ghế nó giòn, giòn rụm nó dễ gãi lắm. Mất cái trái rồi. Mua gì ăn vậy luôn. Mày quá. Ăn trái khác ngon lắm nha. Cha trái một chảo luôn. Qua nè điện bạch thật nhà mà không nhớ mi kia ủa có nhà ở đây không hiếu bỏ muối hết rồi bằng cá ủa mẹ có nhà không ủa chở đi làm gì à không bệnh hả bệnh hả chút dày ghế nhà đến giỏi nè qua má ba lô bu quá bu quên điện mẹ mày với mày nó mà út giùm nha qua với lô bu điện nãy mày điện út không được rồi nói nắm dỗ anh hai nè rồi nắm dỗ xong chưa rồi vậy cho nha ông nói út luôn cả rửa trái ngon bốn thuốc về cho dịch ngang thôi sáng ủa rồi ngày trước tao lo tao gọi đang kiếm ăn cộng hung cộng tóc đi em bệnh gì không bệnh gì không
Nếu là lớn tuổi ai cũng bệnh hết trơn rồi. Đâu có ướt đâu, củi này khô, thấy trong nhà ra. Hỏi lửa muốn xì bụt mép. Ở dưới không cháy mà khô. Cháy kìa, thấy không nè, cháy nè, thấy chưa? Cháy. Ai là bán kêu mình. Nó thôi lên nhận mưa ma bự. Trong nhà hết củi rồi. Mua nào mà 100 ngàn mà một bó củi đó hả? 100 ngàn bó củi. Tôi thấy trong lô của mình trồng trời rồi củi, tôi nói ngập trời về mà không có ai bẻ. Bữa tao ôm một ôm cái để ai chở mất dép. À, cột sẵn là hai thầy đi cạo kêu chở về, hai thầy này không chở về rồi ai chở mất tiêu. Cái tao chở về đây tao bán cho bán 100 ngàn. Mấy bà chạy ngang mấy bà chở về đây bà bán. Cháy rồi kìa. Ừ, cháy một phần lên chiên nữa này biết nào có xong mà. Còn có nhiều con hao, nhiều chiên ở đây, à còn chiên cá nữa chứ trời ơi, miếng chiên cá quá. Ai này chiên cá đi. Trời miếng chiên cá quá. Nó trại ghế đó. Tao đi làm chuyện khác. Mày đi măng cá đi. Măng gòi. Măng que. Dễ gì tao măng cá. Qua câu rách tay. Măng cá rô. Cái gì chiên thêm. Chiên như đây đủ rồi. Nó đủ rồi. À, gọt hôm nó kêu Thi ra, nó kêu mẹ bữa nào mẹ gọt hôm, mẹ dạy con gọt hôm. À, rồi gọt hôm. Quên rồi hả? Đẹp quá đồ à. À, cả cho dựng tư này đi. Mày có gấp nước đá không à? Có biết đâu. Đi gấp gì? Là mắm niêm. Ô, con mèo kìa. Ờ, mèo thiệt sướng thiệt chứ. Ê, ê. Gì? Quay cái đầu đi thì con. Gì? Gì phải mau quay người ta nấu từ đầu chứ. À, bà chủ nấu cà ri. Ờ, à, hấp dẫn cà ri có lá chanh. Ủa cà ri có lá chanh hả? Trộn lên miếng coi, quậy lên miếng coi. Ngon chứ mày. Kể quay lên miếng coi. Kêu khi mẹ em nấu cà ri. À, khi mẹ em nấu cà ri. Quý vị coi mẹ em nấu cà ri. Cà ri phải có lá chanh chứ. Có lá chanh một canh cho phải sắc nhuyễn nhuyễn. À, sao ta để vậy á? Ồ, nó vằn ôm thấy mơi không? Cà ri dịch hả? Gà. Không cà ri gà. Gà đá hả? Gà tao mua đá ô ô ô đá không? Củ nè, nấu củ lan, củ môn các kiểu nè. Cái đầu con gà. Ô trời má ơi, cay quá, ủa tối quá. Nè, làm đi. Đủ rồi. Gà nè. Ừ, ừ. Cái này hậu trường của nhà bếp. Đổ vô rồi. Đổ muối vô rồi. Măng rồi hả? Măng rồi hả? Ủa sao nãy đang thấy lượm nhặt nhụm nhặt tao tưởng măng rồi. Trời ơi, giải muối cho nó chết. Vậy hả? Ừ. Đổ muối vô rồi, muối bịch, muối bọ rồi tao đổ nữa, bịch luôn hai cái đó mà. Đâu? Vậy mà nãy tao thấy nó nhảy lung tung, tao tưởng măng rồi chứ. Ừ, nhốt nó đây nè. Cái muối cho nó chết. Ờ, kết thúc. Dạ, mày luôn anh mấy tội, anh thấy em đang rồi. Cái gì?